Mấy cái thằng ở gần nhà anh ấy đánh chim đéo được đi, mẹ mày bôi mẹ keo cầu cành ấy chết đi Gọi con là anh. thì vô treo con vào thì mẹ vào, con mồi vào thì sợ, ở đây con chốt con mồi nào cũng Thì sợ là bao nhiêu lâu mới đánh được thôi. Cái đuôi nhỉ, cái bỡ mẹ được con kia nó còn chữa nó con này mở ra ra con mình ra một nó ra ba không, mồi mồi cần thế thôi không, cái mồi cứ ra bằng solo bằng với nó làm gì, quay ngược ánh sáng nó đâu, nó ở cánh dưới đó. Giờ mồi lại chơi rồi, con này không biết chơi có chơi được lâu không hay chơi tí hết pin thì thôi. và nó mất căng chơi căng đấy Do anh sáng vẫn buồn ngủ, sáng lùa đi mãi, ngủ sáng sáng dậy dậy từ 5 giờ nó không buồn 20 sang lòng rồi. đâu, nó kiểu như nó vẫn đang ngủ ấy, lùa mãi nó đéo sang 5 giờ 20 dậy lùa đéo sang, tí 6 giờ sáng sáng dậy lùa mới sang. Con mái ở đó đâu nhỉ? Con mái Con nó này đi thi rồi. mãi đi kiếm ăn rồi, Con mái đi thi. mỗi mình ở nhà giữ thùng. Con mái nó hăng lên. Con này cái mào y hệt cái con mồi kia ở nhà tôi. Được cái hầu với cả cái đuôi nó lại sang con gần lòng con tôi. Đồng phát chụp con mồi lên quay ông Lê Dương bị kích ra khỏi câu lạc bộ cờ mà mình ba Ông tự ra đấy, hôm nọ đi ọt bực quá ra ọt, kiểu như người ta toàn giới thiệu hãng cám Hiệp Đồng Nai ấy, chứ anh em không hay. Ông bực nào ông tự thế ra. bảo sao vào câu lạc bộ vào mèo mùi nhất à theo thế ông đang đấy nhá Ông không ra nữa, thế là ông có ít ấy ít là thánh rồi. Ông năm ngoái ông bẫy một ngày 8 con kinh rồi. Ông muốn là anh đánh chán anh về. chung là nhiều mà ông biết chỗ Ông biết ông ông quen biết đường chỗ mình sao có đánh được đâu. ông quen đường đi đi mà xóa cả cái rừng Mấy cả con mồi của ông ấy bắt giọng nữa. quen đường rừng ra cánh gọi Con tôi cũng thế. Đấy, con mồi của tôi hót đấy.